Rồi chúng ta vào trong tham quan nha mọi người. Xem trống hôm nay có gì nha. Nghe con người ta hết luôn. Đây mọi người ơi, giờ mọi người đổ về. Quá trời. Đây, hôm nay có mối lăng nữa mọi người ơi. Đây hiện là 43 mét nha mọi người. Rồi chúng ta vô tham quan nha. Thank you.